Chào mừng các bạn quay trở lại với HNTV News, nơi cung cấp những tin tức bóng đá nóng hổi nhất từ khắp nơi trên thế giới. Tôi là Minh Anh và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những sự kiện đáng chú ý và thông tin mới nhất của môn thể thao vua này. Mất Hà Lần, Na Uy bị tuyển Tây Ban Nha vùi dập không thương tiếc. Hành trình giành quyền dự Euro lần thứ 8 liên tiếp của đội tuyển Tây Ban Nha đã khởi đầu đầy hứa hẹn họ giành chiến thắng ấn tượng trước một trong những đối thủ chính ở bảng A là Na Uy trong ngày đối thủ mất đi niềm cảm hứng số một Erling Haaland. Trước đó, Haaland dính chấn thương nên Anh không thể góp mặt ở đợt triệu tập đội tuyển tham dự các trận đấu vòng loại Euro 2024 vào tháng 3. Nhiều chuyên gia dự đoán, sự vắng mặt của Haaland khiến cơ hội gây bất ngờ của Na Uy trước đội tuyển Tây Ban Nha giảm sút. Thực tế đã chứng minh, ở trận này, Na Uy chơi hoàn toàn lép vế. Không tạo ra bất cứ khó khăn nào cho Tây Ban Nha, bên phần sân đối diện, Tây Ban Nha cầm bóng gấp đôi, dứt điểm gấp ba đối thủ và nỗ lực của họ sớm thành hiện thực ngay phút 13 khi Alejandro Baljan vào tầm thấp giúp Daniel mua Khéo Léo dứt điểm tung lưới. Đây là bàn thắng thứ 6 cho đội tuyển quốc gia của anh, phải lập công này có ý nghĩa quan trọng giúp Tây Ban Nha duy trì lịch sử đáng tự hào khi trên sân nhà. Họ luôn là đội ghi bàn trước ở các trận vòng loại Euro kể từ tháng 6 năm 1995 tới nay. Sớm vượt lên dẫn trước, nhưng Tây Ban Nha cũng phải đợi tới hiệp 2 mới có thể gia tăng cách biệt. Để tăng cường sức tấn công, họ tung vào sân Oazabo, Kino, Joselu, Ceballos và dồn ép đối thủ nghẹt thở. Phút thứ 84, Joselu một trong số những gương mặt vào sân thay người ở hiệp 2 của Tây Ban Nha, lên tiếng. Anh băng vào đệm bóng từ cự ly gần làm tung lưới sau khi thủ môn tuyển Na Uy đẩy cú đá căng của Ruiz. Đây là bàn thắng đầu tiên của Joselu trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, một kỷ niệm khó quên. Chỉ một phút sau đó, Joselu lại tô điểm cho đêm rực rỡ của mình bằng bàn ấn định tỷ số 3-0. Tây Ban Nha kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 3-0, mở ra cơ hội kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng. Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6, Tây Ban Nha sẽ gặp Croatia tại trận chung kết UEFA Nations League 2023. Croatia đang trải qua một năm đáng nhớ sau khi làm nên hành trình tuyệt vời tại World Cup 2022 với vị trí thứ ba chung cuộc. Họ đã đánh bại Hà Lan để lần đầu tiên vào chung kết UEFA Nations League. Đội tuyển này cũng trở thành cái tên thứ hai trong 3 năm qua hạ được Hà Lan, ngay tại xứ sở hoa tulip sau Italia, tính ở các giải đấu chính thức. Nhiều ngôi sao từng nói UEFA Nations League là giải đấu giao hữu trá hình, nhưng chắc chắn người Croatia không nghĩ như vậy. Vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để thế hệ vàng của Croatia giành được những danh hiệu lớn cho đất nước. Trong trận chung kết với Tây Ban Nha, họ chắc chắn sẽ cống hiến hơn 100% khả năng. Với Tây Ban Nha, họ cũng khát khao ngai vàng chẳng kém. Đội bóng này đã đối diện với nhiều chỉ trích trong những năm qua. Họ từng tiến vào chung kết Nations League mùa trước nhưng thất bại trước người Pháp. Họ cũng về nhì tại Confederations Cup 2013. Khiến giấc mơ vô địch một giải đấu chính thức đã đeo bám Tây Ban Nha suốt 11 năm nay. Tây Ban Nha đã thắng 4 trong 7 trận chung kết gần đây, nhưng lần gần nhất họ thắng đã cách hiện tại 11 năm. Hai lần dự chung kết gần nhất họ đều thất bại. màn thể hiện tệ hại tại World Cup 2022 càng đem đến cảm giác chán nản cho người hâm mộ, khiến Tây Ban Nha phải thay huấn luyện viên trưởng. Nhưng họ chưa thay được bộ mặt thất thường của mình. Trước khi thắng Italia 2-1 để vào chung kết UEFA Nations League, đội tuyển xứ sỏ bò tót đã bất ngờ thua Scotland tại vòng loại Euro 2024. Phong độ của Tây Ban Nha ngày một báo động, chỉ thắng 2 trên 6 trận gần đây. Việc xáo trộn đội hình liên tục khiến đội bóng này đánh mất tính ổn định và sự kết dính. Đây lại là điều Croatia có thừa. Đội hình không dồi dào lựa chọn như Tây Ban Nha, thậm chí lực lượng bị coi là cũ kỹ, nhưng từng bước từng bước Croatia vẫn chinh phục thành công những vật cản. Croatia đã thắng 11 trên 15 trận gần nhất tính cả hiệp phụ và luân lưu còn lại họ hòa 3 và thua 1. Trận thua duy nhất ấy diễn ra trước chính nhà đương kim vô địch thế giới Argentina. Croatia từng đại bại 0-6 trước Tây Ban Nha, nhận trận thua đậm nhất lịch sử. Với phong độ lên cao cùng sự ổn định của một tập thể ăn ý với nhau từ lâu, có thể tin lần này họ sẽ trả nợ Tây Ban Nha và bước lên đỉnh vinh quang. Thông tin lực lượng Croatia với Tây Ban Nha Huấn luyện viên La Fuente đã gây bất ngờ khi gọi nhiều nhân tố lạ ở lần triệu tập này như Robin Lenormand, Fran Garcia, Zubim Andy, Pino hay cả Jesu Navas, người đã bị lãng quên từ lâu. Ông thẳng tay loại những gương mặt từng gắn bó lâu năm với đội tuyển như Eric Garcia, Paul Torres, Marcos Llorente, Koke, Thiago, Carlos Soler, Ferran Torres và Pablo Sarabia. Lại một màn thay đổi chóng mặt nữa của Tây Ban Nha. Trong khi đó, Croatia vẫn tin vào những gương mặt quen thuộc. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của họ ở trận chung kết có lẽ là Gvardiol. Đội hình dự kiến Tây Ban Nha 4231, Simon, Nacho, Lenormand, Laporte, Anba, Rodri, Merino, Rodrigo, Gavi, Pino, Morata. Croatia 433, Livakovic, Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Ivanusic, Kramaric. Dự đoán tỷ số của HNTV News, Croatia thắng 1-0. Các bạn suy nghĩ thế nào về chủ đề hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mong rằng video đem đến cho các bạn những thông tin thú vị, nếu thấy hay thì đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ HNTV News. Video kết thúc tại đây. Tạm biệt.